hai tôi không có ở nhà. Anh có nhắn gì thì nói lại, lát nữa chị về tôi nói lại với chị. Em gái xinh đẹp. Anh làm gì vậy? Anh có làm gì đâu. Thấy em dễ thương nên anh mến vậy mà. Nè, ra chợ chơi với anh nha. Anh mua cho em nhiều đồ đẹp lắm nha. Đi. À, anh bu tôi đi ra. Mà. Ra đó vui lắm. Đi theo anh đi. Nè, cậu kia. Nè, cậu làm gì con gái tôi vậy? Dạ, con chào gì? Chào hỏi gì? Lần trước tôi đã cấm cậu tới đây rồi. Không ngờ lần này cậu còn dám cả gan tới tận nhà tôi nữa. Con tới đây á là vì em Thảo chứ không phải vì em Trang. Con rất thích em Thảo. Hay là gì? Cho con quen với em Thảo nha. Nếu thấy hợp á, con về quê thưa cha mẹ con lên nói chuyện với dì đàng hoàng. Cậu thiệt là cái thằng khốn nạn mà. Mới mấy tháng trước cậu qua lại với con Trang nhà tôi, dụ dỗ nó đủ điều, biểu cậu cưới hỏi nó đàng hoàng thì cậu nói là chơi qua đường ha. Bây giờ cậu còn dám chàng ràng tới con Thảo nhà tôi nữa. Cậu đi mau, đi ra khỏi nhà tôi ngay. Má tôi đuổi anh rồi đó, anh đi về đi. Được, đi thì đi. Anh Tết, anh đi đâu vậy? Em biết là anh thiệt lòng thương em mà. Bộ anh tới thưa chuyện của tụi mình với má em hả? Xin lỗi, má cô á cấm không cho tôi tới đây. Chào, về. Nè, anh Bách à. Con, anh Trang. Trang à, con đứng lại đây. Má, sao má lại đối xử với con như vậy? Hồi đó má biểu là nếu như người ta thương con thiệt lòng á thì người ta ghé nhà thưa chuyện với má. Rồi bây giờ người ta tới đây người ta thưa chuyện với má thì má đuổi người ta đi làm sao? Ảnh tới đây không phải là tới xin má cưới hai đâu. Ảnh không tới đây để nói cái chuyện đó, vậy chứ nói chuyện gì hả? Thằng Bách là cái đứa không ra gì. Con đừng có qua lại với nó nữa. Rồi đây con sẽ gặp được người xứng đáng hơn nó mà. Lúc nào má cũng ngăn cản cấm đoán con hết. Hễ mà ai thương con á là má đều nói người ta xấu. Là sao vậy má? Má nói không sai đâu hai. Ảnh xấu thiệt á. Em im đi. Em biết cái gì mà em nói. Con có biết lúc nãy cái thằng đó nó tới đây để làm cái gì không? Nó nói là nó muốn quen con Thảo đó. Không bao giờ anh Bách làm như vậy hết. Má nói dối con. Trang à, má không có gạt con đâu. Má là má của con mà. Cái thằng đó nó không có xứng đáng với con đâu. Con nghe lời má đi. Con không nghe. Con không tin. Con không tin những gì má nói đâu. Con không tin đâu. Con không nghe. Con không nghe. Trang à, anh Bách. Anh Bách đừng Ôi có mà. Bỏ em à. Buông ra đi. Anh Bách. Mệt em thật luôn á. Anh không thể bỏ em đi như vậy được. Em bị làm sao vậy? Anh đã nói á là anh đã cắt đứt mối quan hệ với em từ tháng trước rồi, em không nhớ à? Nếu mà vậy thì tại sao hồi tối anh tới nhà em? Tới nhà em đâu có nghĩa là gặp em đâu, đúng không? Không lẽ anh tới nhà em là để gặp con Thảo? Tại sao lại như vậy? Anh nói cho em biết đi, tại sao lại như vậy? Tại vì anh đã chán ngấy cái thói đỏng đảnh của em rồi. Và anh bắt đầu hứng thú với sự ngây thơ trong sáng của em. Đừng có níu kéo anh nữa. Em hết. Nếu như em không làm gì, em không nói gì thì tại sao anh Bách lại tự nhiên thay lòng đổi dạ với hai chứ? Hai, em không có làm gì, em cũng không nói gì hết đó. Em đừng có chối. Hai chắc chắn mọi chuyện là từ em. Em mét má chuyện của hai với anh Bách, cho nên là má mới biết. Em còn nói không xấu hai mà. Cái gì với anh Bách, cho nên anh Bách mới đối xử với hai như không vậy. Có chuyện gì vậy hai đứa? Hai đứa cãi nhau có chuyện gì vậy? Không có gì đâu má. Trời ơi,
Rõ ràng là em mét má chuyện của hai, mà bây giờ em kêu là không có gì hả? Trời ơi, tới giờ mà con còn mê muội như vậy sao Trang? Con đang buồn khổ dữ lắm nè, mà má không có thương con, má còn đi binh vực em nữa. Khổ quá, má có binh vực gì đâu, chỉ là... Phải rồi, trong cái nhà này chỉ có một mình con là hư hèn thôi, chỉ có một mình con là có lỗi thôi. Con là con riêng của cha mà đúng không? Hồi đó má lụm con ngoài gốc me, má bưng về má nuôi mà đúng không? Trang ơi, con nói cái gì bậy bạ vậy? Trang hai. Trang à, con làm cái gì vậy? Hai, trời ơi, hai, con không muốn ở đây nữa đâu má. Sao, sao con lại nói vậy hả Trang? Bộ con giận em con, giận má hả? Hay là con vì cái chuyện của thằng đó? Má à, con không có giận má, cũng không có giận em. Con không có gì ai hết, chỉ là con không muốn giống má, cực khổ cả đời mà vẫn nghèo như má. Vậy chứ con muốn cái gì hả Trang? Mình là dân quê, không làm ruộng thì làm cái gì mà kiếm sống? Con cũng không biết là mình mần cái gì nữa, nhưng nhất định con không có mần ruộng nữa đâu. Má, má đừng có cản con, má để cho con đi khỏi chỗ này. Con sẽ ráng mần ăn, con kiếm tiền thiệt nhiều, con về cũng lo cho má, lo cho em được sung sướng. Hai, hai, em ở nhà. Dạ. Thay hai lo cho má nghe không? Hai, thưa má con đi. Trang à, con, hai, con nghe má nói nè. Hai, Trang. Ra má biểu chút coi. Má gọi con. Ờ, ngồi xuống đó. Đọc lại cho má nghe cái đoạn dây thép mà hai con gửi về cho má con mình mấy tháng trước đi. Đi, đọc cho má nghe đi. Có cái gì đâu mà lấy ra đọc. Chàng ơi, con thuộc lào rồi. Thuộc luôn đó hả? Con rất nhớ má và em Thảo. Má ráng giữ gìn sức khỏe, đừng có lo gì cho con hết. Khi nào quẩn, con sẽ về thăm má với em Thảo. Cứ vài ngày là má bắt con nhắc lại. Chắc bữa nay là má thuộc lòng luôn đúng không? Gì mà thuộc lòng, tại má nhớ chị hai con quá đó mà. Nó nói nó về thăm má, mà sao lâu lơ lâu lắc không thấy nó về. Chắc là công việc của hai lu bu mà má. Phải chi nó cứ ở đây, má con mình hôi hút có nhau vậy mà vui. Má, chị hai lên Sài Gòn mừng việc kiếm tiền mà. Một ngày không xa, hai sẽ kiếm được nhiều tiền. Khi đó hai sẽ lo cho má được ăn ngon mặc đẹp, mua thuốc tốt nhất để trị bệnh cho má. Hai đã nói vậy rồi, má không nhớ sao? Anh về lâu chưa? Ừ, anh cũng mới về à. Nè, đi làm về mệt rồi, lo coi thay đồ đi nghỉ đi, tối còn đi làm nữa. Em không muốn đi làm nữa, em chỉ muốn ở bên anh như vậy thôi. Anh cũng có khác gì em đâu. Vậy em nghỉ làm nha. Ý, đâu có được em. Sao mà được? Em không thể nghỉ làm được.
Hai đứa mình không lẽ uống nước lạ mà sống sao? Hồi đó anh cũng nói ngon nói ngọt, anh biểu em là ráng giúp anh qua cái lúc khó khăn này thôi. Em thương anh, em mới nhắm mắt làm liều. Vậy á, gần 2 năm rồi, anh có cho em nghỉ được ngày nào đâu. Thì tại mình chưa vượt qua được giai đoạn khó khăn mà em. Thôi, ráng đi nha. Ráng đi mà, anh thương, thương. Thương em mà chấp nhận để cho người đàn ông khác họ dạy dò em hoài à. Anh cũng có nỗi khổ riêng của anh chứ. Giờ anh hỏi em nè, có thằng đàn ông nào để cho người yêu của mình, vợ của mình nằm trong vòng tay của người khác? Nhưng mà ngặt nổi giờ anh chưa gặp được thời vận thôi. Làm cái gì cũng thất bại. Mà em thấy đó, tụi mình cần phải ăn, cần phải uống, mỗi tháng phải trả tiền nhà nữa. Tiền không là tiền. Em mà không đi làm thì tụi mình sống sao? Thôi, giờ hai đứa mình ráng đi, chịu đựng thêm thời gian nữa nghe. Em, hay là em về quê, xúi má em bán nhà. Bán không đặng đâu. Bộ em sợ bà già em không có chỗ ở hả? Đừng có lo, mình đem bà lên trên này luôn, mình cho ở chung cũng được mà. Má con em có tất đất nào đâu. Cái nhà ọp ẹp đó là cất ở trên nền của ông chủ đất đó, làm sao mà bán được. Vậy hả? Nhắc chi vậy không biết nữa. Nhắc chi làm cho em nhớ nhà nè. Em nhớ má, nhớ em gái em. Chắc là bấy lâu nay má em trông em dữ lắm. Em ráng làm thêm bữa nay thôi, rồi sáng mai mình về quê thăm má liền luôn. Hai cũng nhớ em nữa. Dạ, chào anh. Em là Thảo phải không? Anh nghe chị hai em nói về em nhiều lắm. Dạ, em tên Thảo. Ủa, Trang, con về dạ, đó hả? Em chào anh. Má, má ơi, lâu quá con không về thăm má, con nhớ má quá. Má, má cũng nhớ con nữa. Đây là má của em nè. Còn dạ, đây là em Thảo của em đó. Dạ, chào bác. Đây là... Dạ, đây là anh Được, bạn của con. Ảnh cứ biểu con á, là đưa ảnh về đây thăm má đó. Năm nay được mùa mà giá lúa lại cao, nên tính ra quê lợi khá lắm mình à. Em nghe vậy cũng mừng. Đặng mùa đặng giá, cho bà con mình đỡ khổ. Bữa hôm trước em có nói cho mình nghe về hoàn cảnh của vợ chồng Tư Hợi đó, mình còn nhớ không? Tôi nhớ. Cho nên kỳ này lúa ruộng lúa dai, tôi cũng bớt chút đỉnh cho vợ chồng nó. Mình làm vậy là để đứt lại cho con, cho con bớt đi đâu mà lo. Mình là người nhân đức, ai gặp hoạn nạn là mình nhắc với tôi liền à. Chắc đời con sau này sẽ vui vẻ hạnh phúc, đúng không mình? Ủa, mình có chuyện gì buồn vậy? Dạ không có. Rõ ràng tôi mới nghe mình thở dài mà nói không có chuyện gì sao đặng. Em thấy có lỗi với mình. Dạ mà em sanh cho mình một đứa con trai để nối dõi. Mình đừng có bận tâm chuyện đó. Đối với tôi, con gái hay con trai gì cũng là con, đều quý như nhau. Nhưng
Mình là con trai duy nhất trong dòng họ. Nếu em không sanh đặng con trai cho mình thì dòng họ mình phải tuyệt tự. Em thấy mình thiệt là vô dụng. Em thấy có tội với mình, có tội với tổ tông. Mình đừng có tự trách. Con cái là do trời ban, chứ mình đâu có làm chủ đặng. Mình cũng đã cố gắng nhiều rồi. Đã bao nhiêu lần mình mang thai cực khổ, nhưng ông trời không cho, đành chịu thôi mình à. Chắc kiếp trước em làm điều không phải, nên 3 lần thai nghén em đều không giữ được. Giữ được tính mạng của mình với Ngọc Thủy đã là may mắn lắm rồi. Mình nên mừng, nên vui mới phải. Nè, cậu được á là bạn sao với con vậy? Thì ảnh là người thương của con đó. Con à, má thấy nó có cái gì đó không thiệt. Anh được ảnh có thiệt lòng với con hay không thì ảnh ở đây vài ngày là má biết được liền à. Nếu mà nó thiệt lòng với con á thì kêu nó đưa ba má tới nhà mình nói chuyện đi. Má không có đòi hỏi gì nhiều đâu. Ừ, thì từ từ đi, đâu có gì đâu mà gấp. Ý của má là nhà mình toàn đàn bà con gái, con đưa bạn trai về ngủ qua đêm như vậy, bà con hàng xóm người ta dị nghị thì sao? Nhưng mà nếu nhà trai họ có ngỏ lời rồi thì khác à nha. Thiên hạ có nuôi mình ngày nào đâu. Họ muốn nói gì á thì kệ họ, hơi đâu má để ý làm chi cho mệt. Nói như con vậy sao được. Má không muốn con gái của má mang tai tiếng đâu. Không ấy, sáng mai con nói cậu được về Sài Gòn trước đi. Bộ má muốn đuổi con hả? Không, không phải đâu mà. Thôi được rồi, con đi kêu anh được về liền. Con à, con đi liền cho má vừa lòng. Má ơi, Hai, có chuyện gì vậy? Má đuổi Hai đi kìa. Bây giờ Hai vô dọn đồ đi liền. Má đuổi con khi nào hả Trang? Má đuổi anh được thì có khác gì má đuổi con đâu chứ. Thôi, ngồi xuống đi Hai. Ngồi xuống đi mà. Con nói thiệt, anh được có ảnh thiệt lòng với con nên ảnh mới đòi về đây thăm má, thăm nhà mình. Đường xá xa xôi như vậy, không lẽ má biểu ảnh là đi về đây rồi về liền ở trong ngày hay sao? Trước khi ảnh đưa gia đình của ảnh về đây thì ảnh cũng phải biết gia đình của mình là như thế nào chứ. Má sợ miệng lưỡi thiên hạ mà má không nghĩ tới niềm vui của con hay sao? Biết vậy con không thèm đưa ảnh về đây đâu. Hai, nói nhỏ nhỏ thôi. Hai đi vô dọn đồ về liền nên Hai không có sợ gì hết á. Thôi, má xin lỗi con. Con ở lại chơi với má đi. Còn cậu được, muốn ở lại mấy ngày thì ở. Hai đừng có giận má nữa. À, chút nữa ba má con mình ngủ chung nha. Thôi, đừng có giận má nữa nghe con. Mình không thể để dòng họ nhà chồng tuyệt tự được. Không sanh được đứa con nối dõi, mình làm sao dám ngẩng mặt nhìn lên bàn thờ gia tộc. Mình phải sanh con trai cho chồng, nhất định. Với tình trạng này, nếu bà mang thai và sinh nở một lần nữa, tôi e sẽ nguy hiểm tới tính mạng chứ không chơi. Không đâu, mình sẽ không sao đâu. Đốc tờ chỉ lo xa thôi. Nhưng mà dù thế nào mình cũng phải làm điều đó. Trời ơi, hay quá vậy, em câu dính con cá rồi hả? Đưa đây, anh gỡ ra cho. Anh gỡ cho.
với hai đi. Một chút nữa em đem cá về nấu cơm sao? Thôi, anh thích câu cá lắm, em cho em mượn cần câu chút để anh câu cá. Vậy anh câu cá đi, em về hái rau. Ê, đâu có được. Nào giờ anh có biết câu cá đâu. Em ở đây em giúp anh gắn mồi vô chứ. Để anh gỡ con cá này ra trước đã. Ủa em, ủa con cá này là cá gì mà lạ dữ vậy em? Cá này là cá lóc bình thường mà anh. Trời ơi em đó. Câu hai cá người mà làm cái gì vậy? Dạ. Hai. Hai, em biết là hai thích ăn canh chua cá. Em đi câu cá nè. Vậy hả? Còn anh ở đây làm gì? Anh cũng biết em thích ăn canh chua cá cho nên anh ra tập câu cá nè. Có thiệt là anh muốn câu cá không? Hay là anh muốn câu cái khác? Trời ơi, anh câu cá chứ anh ra đây anh làm gì? Thôi đi về đi, nắng lắm. Hai với anh Được về trước đi, một lát nữa em về liền. Ừ, ráng kiếm cá trọng trọng nha. Cá nhỏ quá, xương không à, anh Được ăn không quen. Em biết rồi. Ôi da, ôi da, ôi da, nóng quá. Nóng hả? Em có bị phỏng không? Trời ơi, cái tay em đỏ hết trơn kìa. Anh hỏi cho. Dạ, em không sao đâu. Con mời má ăn cơm. Dạ anh. Con mời má, em mời hai. Anh Được ăn cơm nha. Dạ, con mời bác. Để anh ăn thử coi Thảo nấu đồ ăn ngon không. Hai, ăn thử canh chua em nấu đi, có ngon không? Ở trên Sài Gòn, con làm nghề gì vậy? Dạ, con đi bắt mối cho Trang. Bắt mối? Mối gì vậy con? Ảnh bắt mối cho con buôn bán đó má. Nào giờ con Trang nó nói là buôn bán trên đó mà bác thiệt là không biết nó bán cái thứ gì nữa. Dạ thì cuộc sống mà có gì mình bán đó. Con đã nói với má rồi, con mua bán lung tung, bữa nay thứ này ngày mai thứ nọ, hơi đâu mà má quan tâm. Thảo ăn rau nè. Hả? Dạ. Con hai đâu rồi? Con hai ơi. Con hai đâu? Cô hai đâu rồi? Em bắt cô hai nè. Cô hai đâu? Cô hai đâu rồi ta? Bây về má về. Thủy. Cô gái của bà. Có nhớ bà má không nè? Dạ, chào ông, chào bà. Ở nhà, Ngọc Thủy có quấy không cô Thảo? Dạ thưa không, cô hai ngoan lắm đó bà. Con gái của má giỏi quá. Thiệt, tôi cảm ơn cô Thảo hết sức. Chị Vú chị bệnh, mai mà nhờ có cô, tôi mới không lỡ việc. Nhưng làm phiền cô, tôi ngại hết sức. Không đâu bà chủ, cô hai dễ thương lắm. Tôi không có thấy phiền gì hết. Dạ, khi nào ông bà chủ cần cứ kêu tôi nha. Dù sao thì tôi cũng thích chơi với cô hai lắm. Vậy tôi cảm ơn cô Thảo nghe. Thôi cũng trễ lắm rồi, cô cứ về lo việc nhà đi. Dạ, ông bà chủ tôi về nha. Dạ không, con không chơi dì Thảo. Thôi, con để cho dì Thảo về. Con chơi với ba má nghe. Dạ. Thôi cô Thảo về đi, kệ con bé. Dạ, tôi xin phép về, cho tôi gửi. Con gái mình thiệt lạ, ngoài chị Vú ra, nó đâu có chịu mấy đứa khác trong nhà. Ngay cả với chị Tám mà nó cũng làm mình làm mẩy. Vậy mà với cô Thảo thì khác, nó mến cô Thảo còn hơn chị Vú đó mình. Vậy sao mình không mướn cô Thảo tới đây làm việc nhà luôn? Dạ có chứ. Em thấy cô Thảo vừa giỏi giang vừa sạch sẽ, em ưng bụng lắm, mới biểu cổ tới đây làm, khỏi phải dầm mưa dãi nắng ở ngoài đồng. Vậy sao cổ không tới? Ngặt nhà cổ có mẹ già đau ốm, phải chăm sóc thường xuyên, nên cổ mới từ chối đó chứ.
Vậy hả? Ủa? Sao kỳ vậy? Hai bữa nay anh có lấy tiền trong bóp của em không? Không. Anh có lấy anh cũng nói cho em biết rồi. Kỳ lạ vậy? Sao lại mất hết mấy chục đồng bạc ta? Có khi nạ mua gì mà em quên không? Mấy chục đồng lận chứ đâu phải một hai cắt đâu mà quên. Anh nói thiệt cho em biết đi, anh có lấy tiền của em không? Anh đã nói là anh không có lấy mà, sao em cứ hỏi hoài vậy? Anh không lấy thì ai lấy? Ngoài anh ra chắc chắn là không có người nào khác lấy tiền của em hết. Nè nha, bực rồi đó. Cho dù anh có lấy vậy thì sao? Tiền của em cũng là tiền của anh vậy. Anh không cho em nghỉ làm vì tụi mình không có vốn làm ăn. Đi về thăm má mà em không dám cho má một đồng nào. Em dành dụm được bao nhiêu là anh phá hết. Anh ơi, bộ anh tưởng cái nghề làm điếm như em là làm tới già được hay sao? Dẹp đi. Mấy chục đồng bạc dám lên giọng với anh hả? Nè, em nên nhớ, ngoài kia biết bao nhiêu người sẵn sàng cung phụng anh nghe chưa? Sao vì mấy chục đồng này? Chẳng qua là anh quá thương em. Được, nếu mà em coi trọng tiền bạc hơn anh á, được rồi, anh đi đem tiền về trả cho em. Kể từ đó mình cắt đứt với nhau luôn. Anh tính đi đâu vậy? Thì anh sẽ đi tìm cái người nào mà biết coi trọng anh. Còn em á, em ở lại với tiền của em đi. Không được, không được đâu anh ơi. Em thôi, em xin lỗi. Em xin lỗi mà. Đừng có giận em nữa. Đây nè, tiền nè. Anh cầm đi. Anh cầm tiền này rồi anh ăn uống gì cũng được hết á. Nhưng mà đừng có đi đâu hết nha. Thương em anh mới bỏ qua lần này. Mai mốt đừng có mà suy nghĩ kiểu đó nữa nghe. Ở nhà chờ đi, anh mua đồ cho ăn. Em có thai rồi mình à? Mình nói sao? Không sao đâu, mình đừng có lo. Em khỏe lắm. Mình quên đốc tờ để cảnh báo gì sao? Nếu mình có thai... Tôi có tội với mình rồi. Mình không có lỗi gì hết. Là do em. Em cố tình để có đứa con này. Mình cố tình? Phải. Em sẽ sinh cho mình một đứa con trai. Tôi đâu có quan trọng chuyện gái trai. Vợ chồng mình đã có bé Ngọc Thủy rồi. Mình đâu cần phải liều lĩnh như vậy. Em biết mình thương em. Mình không hề so đo tính toán chuyện gái trai. Nhưng phàm là đàn bà không sanh được con trai nối dõi là mang tội lớn với tổ tiên nhà chồng. Em không muốn. Nhưng đốc tờ đã. Em tự lượng sức mình. Em sẽ không sao đâu. Mình đừng có lo. Nhưng tôi không thể nào. Ông trời đã ban cho vợ chồng mình đứa bé này. Em sẽ cố gắng giữ gìn. Mẹ con em sẽ khỏe mạnh. Gia đình mình sẽ hạnh phúc tròn đầy mà. Trời, em làm gì vậy? Em đang thử đồ, anh thấy cái đầm này có hợp với em không? Trời ơi, bỏ xuống đi. Trời ơi, thôi đi. Đừng có đụng vô mấy cái này. Nếu thích á, thì anh mua cho con cái. Đụng vô mấy cái này nó biết, lộn xộn lắm. Anh mà cũng sợ bả nữa hả?
anh mà sợ nó cái gì? Còn khuya. Tại bây giờ anh đang còn lợi dụng nó được thôi. Tại anh không muốn mất đi nguồn cung cấp từ nó. Còn em thì sao? Anh có lợi dụng em không hả? Em mới là người đang lợi dụng anh á. Em không chịu đâu. Anh nói quan cho người ta không à. Trời ơi, còn kêu quan nữa hả? Ai trả tiền nhà trọ mỗi tháng cho em? Ai mua sắm quần áo giày dép cho em? Rồi ai dẫn em đi nhảy đầm mỗi lúc em buồn? Hả? Có thấy anh hết lòng không? Sao? Hết lòng gì? Bắt người ta lén lút không à? Nó đâu phải là vợ chính thức của anh đâu. Trời ơi, anh nói rồi. Tại vì bây giờ mình còn sống dựa vô nó, cho nên là mình phải chấp nhận chịu thiệt chút đi. Anh bắt em phải chịu thiệt đến khi nào đây? Tới già hả? Không, anh đã dụ nó về quê bán nhà, định hốt một mẻ. Ai ngờ nhà trên đất của chủ điền bán không được. Bây giờ anh đang kiếm mối, bán nó. Cái thứ gái như bả, anh có bán á, cũng trả được bao nhiêu đâu. Em nói thiệt á. Hay là anh không muốn nhất tình với bả? Cứ nói vậy hoài. Bây giờ em không tin anh hả? Anh muốn em tin hả? Anh phải làm sao thì em mới tin chứ. Nè, tin chưa? Thì tạm tin đó. Tạm tin. Đi đâu mà nhà cửa lộn xộn vậy không biết nữa. Coi nè, quần áo mặc không biết xếp vô, đụng đâu dục đó. Khốn nạn, tao không thể nào để mày ở chung nhà với tao được. Thằng phản bội, nhưng khi anh ta đi rồi mình biết phải làm sao. Ở cái đất Sài Gòn này, ngoài anh ta ra mình còn có ai đâu. Không có anh ta che chở, mình làm sao sống nổi ở cái đất này. Phải rồi, mình phải chiều chuộng anh ta hơn nữa, ngọt ngào với anh ta hơn nữa. Rồi anh ta sẽ nhận ra trên đời này không có ai đối xử với anh ta hơn mình. Phải rồi, chỉ có cách đó, chỉ có cách đó mình mới giữ được anh ta. Má uống đi má. Được rồi, để má uống. Mấy bữa má uống thuốc ông thầy này, thấy má khỏe con mừng lắm. Mà hổm rày má uống thuốc vẫn đều, sao con không thấy má khá hơn? Má, hay ngày mai con đưa má đi thầy khác nha. Thôi, đừng có đưa má đi đâu nữa hết á. Thuốc thang chỉ chớ mất công, má già rồi, sống được ngày nào hay ngày đó thôi con à. Có bệnh á thì phải đi thầy thuốc chứ, mất công gì má. Gặp đúng thầy đúng thuốc, má sẽ khỏe nhanh thôi. Dù má không chịu, còn nhất định cũng đưa má đi. Mấy năm qua cũng vì thuốc thang cho má mà con phải đầu tắt mặt tối, vẫn chưa trả dứt nợ. Má không muốn chưa hết nợ này
mình lại gầy thêm nợ khác đâu con. Chỉ cần má hết bệnh, má khỏe mạnh sống với chị em con thì không có gì là vất vả hết. Thiếu nợ thì con sẽ trả, có sao đâu. Nè, đừng có chạy thoát cho má nữa. Má năn nỉ con đó Thảo à. Con phải dành dụm tiền bạc để sau này còn lấy chồng sinh con nữa chứ. Chuyện sau này thì để sau này hãy lo. Bây giờ nha, con chỉ biết có má thôi à. Má nghe lời con nha, ngủ một giấc cho thiệt ngon. Nếu mà ngày mai má thức dậy á, má gánh nổi đôi thùng nước. Con hứa sẽ không đưa má đi thầy thuốc nữa. Con nhỏ này thiệt tình hả? Hôm rày cô có gặp cô Thảo không? Dạ không bà, tôi nghe nói á má cổ đau dữ lắm, chắc vậy á nên cổ không tới. Chứ bữa trước á cổ hứa với tôi là sẽ tới lột tiếp mới vừa khô. Mèn ơi, vậy má cô Thảo đau nặng lắm hả? Dạ tôi cũng chỉ nghe nói thôi chứ cũng không rõ lắm. Vậy lát tôi soạn ít đường sữa, chiều chị Tám giúp tôi mang qua thăm má con cô Thảo giùm tôi nghe. Dạ được. Thiệt bà tốt bụng quá à. Má con cô Thảo á chắc sẽ cảm động lắm. Ngoài chuyện quý mến tánh tình cô Thảo ra, tôi còn nợ cô Thảo cái ơn cứu mạng. Chị coi, nếu như bữa đó không có cô Thảo là tôi chết mất xác rồi còn đâu. Vậy mà cô lại không muốn nhắc tới chứ. Cô nói đó là chuyện bình thường, ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành xử như vậy thôi. Biết tánh của cổ nên tôi không có dám nhắc, chứ trong lòng tôi có khi nào quên đâu chị. Cô Thảo á thiệt tốt tính, hèn gì lâu nay tôi thấy bà đối xử với cổ rất là đặc biệt. Được rồi, anh sẽ không để em đi làm nghề này nữa đâu. Kiếm tiền sẽ là việc của anh. Anh à, anh nói thiệt á hả? Tất nhiên là thiệt rồi. Anh không thể ngồi ở nhà nhìn cảnh vợ mình khổ mãi như vậy.
Em mừng quá à. Em hạnh phúc lắm. Anh thương em tới như vậy á, vậy mà lúc nào em cũng biết trách móc anh thôi à. Mình là vợ chồng với nhau mà, anh không có để ý mấy chuyện vụn vặt gì đâu. Em biết là em không có thương lầm người mà. Sao ông cứ đổ thừa con lấy đồ của ông hoài à? Ông đừng có đuổi con đi, quan với con lắm. Quan ngức gì hả mày? Khôn hồn á thì mày đi cho mau đi. Nếu nhéo hoài á, tao tống đầu mày cho bót nó ra. Ông ơi, ông đuổi con đi thì cũng được, nhưng mà ông trả tiền công cho con đi. Trong người con không có đồng nào hết á, không biểu con đi đâu bây giờ. Mày đi đâu á là chuyện của mày. Mày đâu phải là con tao đâu mà tao phải lo lắng cho mày. Còn mày đòi tiền công hả? Mày đừng có mong. Cái tiền mất của tao nó còn gấp đôi cái tiền công của mày luôn kìa. Hay là mày muốn tao bắt đền thêm hả? Ông ơi, ông ơi. Nè, chú kia, mày là thằng nào mà dám xí vô chuyện của tao hả? Nè, chú nói chuyện không có bằng chứng, sao đổ qua cho người ta lấy tiền của mình? Nè cô em, có thiệt tình là không lấy tiền của ông chú này không? Thiệt tình là tôi không có lấy. Ông đuổi tôi đi còn không chịu trả tiền cho tôi nữa. Đó, chú nghe rõ chưa? Trong nhà của tao á, chỉ có một mình nó là người lạ thôi. Mất tiền thì chắc chắn là nó lấy rồi chứ còn gì nữa. Chú nói chuyện nghe mắc cười quá. Thôi được rồi, chú muốn kiện đúng không? Tôi có người quen làm thầy kiện cũng thân lắm. Nếu mà chú chịu khó đi theo tôi á, tôi sẽ nhờ họ phân xử chuyện này. Nếu mà họ xử lỗi về phần cô gái này, tôi sẽ đền tiền cho ông. Mày sao? Bây giờ trả tiền công cho người ta hay là theo tôi đi gặp thầy kiện? Tao không có rảnh mà đi hầu tòa với tụi bay đâu. Chào đó. Thôi xong rồi, đứng lên đi. Đừng có khóc nữa. Cảm ơn anh nhiều. Nếu không có anh, tôi không biết tôi phải làm sao nữa. Không có gì đâu. Tánh tôi là vậy đó, thấy ai bị hà hiếp là không có chịu nổi. Ủa, mày nhà cô ở đâu? Có cần tôi đưa về giùm không? Tôi... Đừng nói với tôi là cô không có nhà nghe. Hay là cô qua ở tạm nhà tôi đi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, tôi không dám làm phiền anh nữa đâu. Đó, tiền công của mày đó, đi đi. Cảm ơn anh nha, đưa anh tôi đi. Dạ, mới ra ngon lắm. Ngon hả? Cho anh thử miếng nha. Dạ. Ê, mẹ mày à. Thử coi ngon không? Sao không được ngon mày? Ngon hả? Để tao thử. Trời ơi, mà mấy anh ơi, anh muốn ăn á, thì anh mua giùm em. Chứ anh thử kiểu này là chết em á. Ủa em bán đồ kiểu gì vậy? Anh thử ngon anh mới mua chứ. Bây giờ không cho thử đúng không? Trả nè. Trả nè. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh phải trả tiền đậu phộng cho em chứ. Ủa em, anh nói là anh thử ngon anh mới mua, mà trong khi em không cho anh thử, mà em đòi anh trả tiền là sao? Anh có mua đâu mà anh trả. Giờ anh tính phá tôi đúng không? Tôi không biết đâu. Mấy anh trả tiền cho tôi đi rồi tôi mới cho đi. Cái gì? Muốn đền đúng không? Muốn đền hả? Đền nè.
đền không? Ê, mày làm gì đó hả? Dạ tụi em có làm gì đâu, tụi em mua đậu phộng chứ đâu làm gì đâu anh. Mày ăn đậu phộng rồi trả tiền cho người ta chưa? Hả, hay là muốn tao trả giùm hả? Dạ được anh, để em trả. Dạ em gửi chị. Dạ đừng để tao gặp tụi bay nữa nghe. Dạ phá chút xíu trời mà chui thì dạy. Thấy chưa, tôi đã nói với cô rồi, ở cái đất Sài Gòn này khó sống lắm, không có giống như là cô nghĩ đâu. Hay là cô qua nhà tôi ở đỡ đi, ở tới khi nào mà cô tìm được chỗ khác á thì dọn đi cũng được. Ngay từ đầu anh ấy đã tốt với mình rồi mà. Anh nè, vậy anh đã có dự định gì chưa? Đương nhiên là phải có rồi. Vậy hả? Vậy anh kể cho em nghe đi. Thằng bạn chí cốt của anh chuyên đi làm áp phe từ hai bàn tay trắng mà giờ nó vào đứt đố đổ vách luôn. Lần nào gặp anh nó cũng hứa là nó dành cho anh một phần hùng, gặp một cái là số tiền lớn quá anh kham không có nổi, mà anh thì vì sĩ diện anh không có dám nói ra, cho nên là anh viện lý do này lý do khác để thối thác. Nhưng lần này vì thương em, anh không muốn em tiếp tục vất vả nữa. Hôm qua anh có gặp nó, anh dẹp mẹ cái sĩ diện luôn. Anh nói rõ hoàn cảnh cho nó biết. Rồi sao nữa? Anh là cố của nó mà. Đương nhiên là nó sẵn lòng giúp anh rồi. Trời ơi. Tuy nhiên nó làm ăn chung với nhiều người, nếu mà kéo anh vô mà anh không có tiền, không có đồng nào thì nó cũng khó ăn khó nói với người ta. Bởi vậy là nó kêu anh ráng chạy đầu nào dây tiền đi, được chút nào thì hay chút đó, còn lại tất cả nó lo hết. Chỉ cần một chuyến hàng thôi thì vợ chồng mình không cần phải lo gì nữa hết. Nhưng mà tụi mình biết chạy dài ở đâu? Em đi về quê nhờ cô em gái vay mượn của ông chủ điền. Sau khi chuyến hàng đầu tiên cập bến, mình đã dứt cho họ. Em sợ là không được á. Hôm trước nghe má của em nói chuyện, anh biết là vợ chồng của ông chủ điền rất thương quý Thảo mà. Với lại mình đâu có xin xỏ gì đâu mà em ngại. Mình vay trả lãi đàng hoàng, anh đảm bảo nhất định là sẽ được. Thôi khó quá thì thôi, tụi em vậy anh không có ép. Nếu em muốn có cuộc sống đủ đầy sung sướng, muốn có tiền lo cho má với em gái mà không phải là cái nghề tủi nhục này thì nghe lời anh, còn không thì Má ơi, má ráng uống hết chén thuốc này đi là má sẽ khỏe lại. Má ráng uống nha má. Con nghe lời má gì hết trơn vậy? Tốn tiền chi cho má, má không muốn uống thuốc nữa đâu. Má ơi, má phải uống thuốc để khỏe lại chứ, còn chờ hai nữa nè. Biết khi nào nó về hả con? Má, hai sẽ về mà, má uống thuốc đi. Má ơi, con về nè. Hai, má ơi. Con. Má nằm đó đi má. Con. Má bệnh sao mà con thấy má mệt mỏi quá vậy? Con về rồi đó hả? Má mừng quá. Con về rồi, con về với má rồi.
Con ơi, cố gắng nghe con. Má con mình cùng cố gắng nha con. Con đừng làm má sợ nha con. Má không sao đâu con. Con về là má mừng rồi. Thấy con là má khỏe lại liền hà. Đúng rồi đó hai. Mấy bữa trước má yếu lắm. Từ trưa tới giờ hai về má khỏe lên thấy rõ luôn. Hai, lần này hai về tới khi nào má khỏe lên luôn nha? Ở nhà nghỉ ngơi đi con. Má thấy dạo này con xanh xao quá. Không được đâu má. Con đâu có biết má bệnh đâu. Con về là có việc mà. Với lại mai hoặc trễ lắm là ngày mốt con phải lên Sài Gòn rồi. Con hứa với má là lần này lên Sài Gòn con sắp xếp công việc xong hết rồi con về chơi lâu hơn. Con nói có việc là việc gì vậy con? Dạ em qua đây ngồi đi, hai có chuyện muốn nói. Dạ. Đây, ngồi đi. Chuyện gì vậy hai? Thiệt ra thì chị về lần này là muốn nhờ em giúp chị. Em giúp hai đó hả? Hai nói đi, cái gì làm được cho hai là em làm liền. Khó khăn em cũng làm luôn. Thiệt ra thì cũng không có gì khó hết. Chỉ là chị muốn nhờ em vay giúp chị một khoản tiền. Vay tiền hả? Ừ. Con làm cái gì mà phải vay tiền vậy con? Dạ, anh được ảnh cần tiền để hùng hạp làm ăn với người ta đó má. Con định nhờ em Thảo vay giùm chừng 1-2 tháng thôi à. Con trả dứt một lần cả vốn lẫn lời luôn. Tưởng hai nhờ chuyện gì em còn làm được. Chứ vay tiền thiệt ra là em không biết vay ở đâu luôn. Hai biết là em được vợ chồng ông chủ Lâm quý mến lắm. Em tới hỏi vay giùm chị nghe. Em mà mở lời chắc là họ không có từ chối đâu. Dạ em. Sẵn đây á, má cũng nói với con luôn. Con đừng có quá tin tưởng cậu được. Má thấy cậu ấy không có gì thiệt lòng với con hết. Phải đó hai. Từ bữa hai đi má luôn lo lắng chuyện này. Má nói anh được không có tốt đâu hai. Sao má biết anh được anh không tốt? Anh không thiệt lòng với con. Hai ngày ở đây cậu ấy luôn né tránh. Mỗi khi má nhắc tới chuyện tương lai của hai đứa hay là hỏi thăm chuyện làm ăn. Có cái chuyện như vậy thôi mà má nghĩ xấu cho người ta rồi. Không chỉ vậy đâu. Cái cung cách của cậu ấy cho thấy cậu ấy không phải là người đàng hoàng. Sao mình cứ đau bụng lâm râm vậy nè? Là mình ăn không tiêu hay là không đâu, chỉ là ăn không tiêu. Mình ráng ngủ một chút chắc sẽ hết thôi mà. Mình ơi, Mình ơi, Mình ơi. Gì vậy Mình? Em đau bụng quá. Hả? Nào, Mình đau bụng hả? Để tôi đưa Mình đi nhà thương. Đi liền đi Mình. Chị Tám. Em cũng thấy vậy á. Anh được ảnh kỳ kỳ sao á? Kỳ là kỳ chỗ nào? Ảnh với hai thương nhau
Mà anh nói với em những lời kỳ cục lắm. Anh biểu là sẽ lén hai đưa em lên Sài Gòn. Rồi còn... Em thôi đi nghe. Em đừng có đặt điều vu khống cho anh được nghe. Má với em con cũng vì lo cho con hết đó. Đừng có quá tin tưởng cậu ta mà rước khổ vợ thân con à. Nhờ có một chút chuyện à, thì nếu như không muốn giúp á thì thôi. Đi bêu xấu người ta làm chi vậy? Má với con Thảo là lo cho con mà Trang. Hai giận em thì em chịu, chứ chuyện này em không có làm giúp hai được đâu. Nhà mình đang không có tiền, má lại đau yếu, em không có dám đứng ra dài khoản nợ như vậy đâu hai. Nếu mà anh được thương hai thiệt tình, biết hoàn cảnh của gia đình mình như vậy, ảnh sẽ không để hai đi vay tiền đâu. Em nói cái gì vậy? Hay là em biết anh được đang cần tiền nên em định lén lút đi vay tiền rồi cầm lên đưa tận tay cho anh được để lập công, đúng không? Có phải không? Hai nói gì vậy hai? Em dẹp cái bản mặt ngây thơ của em đi. Em đừng có tưởng là chị không biết. Em làm tất cả mọi cách để quyến rũ anh được. Chắc là ở nhà cũng nói hành nói tỏi gì với má đủ điều, muốn mượn tay má để chia rẽ chị với anh được chứ gì. Có phải như vậy không? Hai à, hai nói cái gì vậy hai? Còn có điên không mà nói em con vậy? Tánh tình nó ngay thẳng nạo vợ, chẳng lẽ con không biết? Con mới nói động tới nó có một chút xíu à, mà má binh chầm chập. Con có phải là con của má không vậy? Những việc làm xấu xa của nó anh được anh kể cho con nghe hết rồi kìa. Con thương nó là em của con nên con giả bộ, con làm như là con không có biết. Mà tại vậy á nên nó tưởng là con ngu. Hai, em đâu có làm gì đâu hai. Em thôi đi, em đừng có chối tội nữa. Em gạt được má chứ em không gạt được chị đâu. Con có còn là chị hai trong nhà này không vậy? Bao nhiêu năm qua con chưa có lo gì được cho gia đình. Em con nó cực khổ, dành dụm từng đồng để lo cho má, con không biết thương nó sao Trang. Còn ở trên Sài Gòn ăn trắng mặt trơn. Còn con Thảo nó lam lũ quanh năm, không nhờ nó hiếu Thảo thì má chết từ hồi nào rồi. Trang à, nó gạt cái gì má hả con? Mà nói như vậy là má nói con bất hiếu đúng không? Má ơi, tại vì bây giờ là con đang bị kẹt thôi, chứ sau này con làm ăn khấm khá rồi, con cũng không có bỏ hai người đâu mà má lo. Con làm cái giống gì ở trên Sài Gòn mà khấm khá chứ hả? Con tưởng má không biết sao? Má biết con làm gì đâu mà má nói. Má không biết gì, nhưng qua những lần nói chuyện, cái thằng đó nó sơ hở nói ra. Má nghi ở trên Sài Gòn con nghe lời nó, con mặc cái nghề nghề nhơ nhuốc. Má ơi, má ơi, má đừng vậy mà má. Má nói đúng rồi đó, con làm điếm ở trên Sài Gòn nè. Tại ai vậy má? Nếu như bà không chết thì con đâu có sống trong cảnh nghèo đói khổ sở như vậy nè. Nếu như năm đó má không chia rẽ con với anh Bách, và nếu như nhà mình không nghèo, thì con có lên Sài Gòn không? Tất cả cũng tại hai người mà ra. Má vừa lòng chưa? Con làm điếm là tại ai vậy má? Hả? Tại má đó. Má ơi. Má.
Thảo, nhớ đừng có giận chị Hải con nha. Đừng có ghét bỏ nó nha con. Sau này lớn như má không còn. Má nói gì vậy má? Con hãy lắng nghe má nói. Một mai má không còn, chị Hải con có lỡ xa cơ thất thế, không còn nơi nương tựa, thì con hãy diệt má. Mình đừng bọc lấy chị con nghe con. Má không cần dặn dò đâu. Hải là chị Hải của con mà. Làm sao mà con có thể cắt đứt sợi dây thâm tình máu mủ ruột rà của mình hả má? Tội của má sẽ nặng hơn nếu má bắt con phải lo cho con Trang mà không nói ra sự thật. Má có điều gì giấu con phải không? Thảo ơi, con với con Trang không phải là chị em ruột thật. Con là con nuôi của ba má. Má đang nói gì vậy má? Con là con nuôi của ba má hả? Phải. Con là đứa bé bị bỏ rơi bên đường, ba má đem về nuôi dưỡng. Trang, sao vậy má? Cũng vì cái đứa trôi sông lạc chợ này mà ba phải mất bạn đó má. Rồi má cũng bệnh lên bệnh xuống. Má ơi, kể từ đó là con phải sống trong nghèo nàn thiếu thốn kìa. Vậy mà má còn luôn binh vực cho nó. Má bị cái gì vậy? Má! Mày đi ra khỏi nhà tao. Đi, mày đi. Má, con hãy cho Trang hả? Nó hơn con. Má, Trang ơi, má thương con mà Trang. Lúc nào má cũng thương con mà Trang. Con không thể nào coi con Thảo như em ruột của con từ trước tới giờ sao? Không bao giờ. Con không có em. Cái thứ trôi sông lạc chợ này không bao giờ là em của con. Lẽ ra tao phải đối xử với mày như một con ở kia. Không. Tại mày mà ba tao đừng chết nè. Đừng má. Má ơi, tại vì nó mà má chia sẻ tình thương với con. Vì nó mà con phải lớn lên trong nghèo nàn thiếu thốn nè. Sao má giấu con? Nếu như hồi nãy con không về thì làm sao mà con biết được hả? Con coi nó là em của con thì có thiệt thòi gì đâu chứ. Con đừng quên mười mấy năm qua con Thảo nó lo cho con biết bao nhiêu. Con coi nó là em của con Thì con có mất gì đâu chứ. Má điên rồi, má điên thiệt rồi. Má ơi con nè, con là má đứt ruột đẻ ra mà sao má không binh con vậy hả? Đâu con. Má lại đi binh cái đường mà trời sao má đánh con mà Trang ơi. Đừng đánh em con mà Trang ơi. Má ơi là má. Hai là mau đừng có nặng lời với má. Hai muốn đánh chửi thì đánh chửi em nè. Má không có lỗi gì hả? Má không có lỗi gì hả? Tao dám hả? Lâu nay mày ở kề cận bên má tao, mày cho má tao uống cái gì hả? Để mà bây giờ má binh mày còn hơn tao. Con đừng có giận chị con nha con. Con đừng có giận chị con nha. Trang ơi, má xin con. Má xin con đừng có đánh em con nữa mà. Má kêu nó đừng có giận con hả? Hả? Con ơi. Má tránh ra. Trang Thảo. Trang ơi, má xin con mà. Trang ơi, má xin con mà. Trang buông con ra. Mày mà bắt tao chết. Mày mà tao phải gieo khổ. Trang ơi.
Chắc gì cô ta đã vay được tiền. Anh đừng có hy vọng quá. Vay được tiền hay không chỉ là chuyện phụ thôi em. Vậy vấn đề chính là gì? Là bông hoa đồng nội, em gái của cô ta. Nè, anh đã tính kỹ lắm rồi. Nếu như vì thương chị, chắc chắn cô em sẽ vướng vào nợ nần. Còn nếu như không giúp chị, chắc chắn chị em cô ta sẽ nồi da sáu thịt. Đằng nào thì anh cũng đóng vai nghĩa hiệp, anh chìa tay ra cho cô em bám víu vô. Nè, có cô ta rồi anh định làm gì? Làm gì là làm gì? Cô chị bây giờ như biến tranh gần khô nước. Nhưng mà con em, nó là cả một gia tài. Em tin đi, chắc chắn anh sẽ bán được nó với một cái giá rất cao. Nè, có muốn chấm mút gì á cũng phải dằn lòng đó nha. Đừng có để nó mất giá đó. Úi, làm bao nhiêu đứa mày đặt dằn dằn. Ông trời ơi, lúc kiếp trước con làm gì tội lỗi, sao ông không trừng phạt con? Sao không để con mang thai đủ ngày đủ tháng? Khi con của con chào đợi rồi, ông lấy đi mạng sống của con cũng được mà. Sao ông nỡ bắt đứa trẻ chưa kịp tưởng hình phải rời xa má của nó hả ông? Tại sao vậy ông? Quá đau lòng. Lần này giữ được tính mạng của mình là đã may mắn lắm rồi. Nếu mình có mệnh hệ nào, tôi không tha thứ cho bản thân được. Mình ơi, em thiệt là vô dụng. Em đã cố gắng hết sức, vậy mà ông trời đã định đoạt cho vợ chồng ta vậy rồi. Thôi, mình đừng có buồn, cố gắng nghỉ ngơi cho mau lại sức. Vợ chồng mình đã có bé Ngọc Thủy, với tôi như vậy là đủ lắm rồi. Nè, mình đi ngủ đi. Chị Tám nấu xếp xong, tôi sẽ kêu mình dậy. Mình phải mau lại sức để còn chơi đùa với con chứ. Cái gì? Em nói sao chứ? Anh nhớ con Thảo nó biết bơi mà, nó bơi giỏi lắm á. Thì từ cái lần mà nó té xong á, ba em vì cứu nó mà bỏ mạng, nên nó mới ra sức tập bơi đó. À, thì ra vậy. Hồi đó em là đứa luôn được ba thương yêu chiều chuộng. Ba em là người khỏe mạnh, giỏi giang dữ lắm, cho nên cuộc sống gia đình tuy là không khá giả, nhưng mà không có thiếu trước hụt sau như bây giờ. Từ ngày ba mất, cái má em suy sụp rồi đau buồn, cho nên bệnh hoạn triền miên à. Em đừng có đau buồn nữa, ảnh hưởng tới nhan sắc, rồi sao mà đi làm được. Đời người rồi ai cũng một lần phải chết mà. Với lại má em cũng đâu còn trẻ nữa đâu. Em cũng biết vậy, nhưng mà em càng nghĩ em càng đau lòng, em càng tức. Thôi, rồi bây giờ em định tính sao nè? Nó cũng đâu phải em ruột của em đâu. Rồi không lẽ nhà cửa để cho nó hết,
đúng không? Nhà cửa đồ đạc thì không có cái gì đáng giá hết, nhưng mà em chỉ đang bực mình vì em không biết phải làm sao để mà bắt nó trả nợ cho ba má, bù đắp những tổn thất của em. Thì cũng đúng. Anh có cách đấy. Anh có cách bắt nó trả nợ cho em hả? Ừ. Sao? Nói cho em nghe đi. Dạ, cha bà. Bữa nghe tin má cô mất, tôi có nhờ chị Tám qua thắp nhang cho má cô. Sẵn gặp cô ở đây, tôi xin chia buồn cùng cô nghe. Dạ, tôi cảm ơn bà. Nhìn cô xanh xao quá vậy. Cô ráng giữ gìn sức khỏe, đừng đau buồn quá rồi đổ bệnh ra. Dạ. Bà chủ muốn ăn chùm ruột nữa không? Để lát nữa tôi hái cho bà. Bà có sao không? Không lẽ tôi nói gì lỡ lời hả bà? Tôi bị sảy thai rồi. Cô thì mất mẹ, còn tôi thì mất đứa con. Bà, mới về hả? Tao mới về. Hai xuống rửa mặt đi, em dọn cơm hai ăn. Từ từ, tao chưa đói. Nè anh. Anh qua lại má với em. Anh được bây giờ đã là chồng của tao rồi. Chào anh. Anh hai. Ê, hey, bảy. Đừng có kêu anh là anh hai, nghe quê chết. Em á, em cứ kêu anh là anh, hay là anh được là được rồi ha. Dạ. Nghe nè, bắt đầu từ hôm nay, hai vợ chồng tao sẽ về sống ở nhà này. Anh chị sống ở đây hả? Nhà này là của ba má tao để lại, không lẽ tao ở đây không được? Chắc là mày tính đuổi tao đi chứ gì. Hai, em đâu có dám đâu hai. Biết thân biết phận như vậy là tốt. Ơi, tao nghĩ lại rồi, tuy mày không phải là em ruột của tao, nhưng dù gì ba má cũng là người nuôi mày khôn lớn. Nay nể tình ba má, tao cho phép mày ở lại đây đó. Rồi đây vợ chồng tao sẽ tính kế làm ăn buôn bán. Nhưng lúc này vì má mới mất, tao buồn đau lắm, tao không có tinh thần làm cái gì hết. Bây giờ thì tao cần nghỉ ngơi một thời gian. Nè, ở nhà có anh rể đó, làm ơn ở nhà nhớ phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, cơm nước cho đàng hoàng tươm tất. Có nghe rõ không? Dạ. Và nhất là phải biết giữ gìn ý tứ đó. Má xin con, xin con hãy lắng nghe má nói. Chị hai con đối xử không tốt với con, nhưng má xin con hãy vì má mà bảo dung cho nó nghe con. Sao vậy? Ba má tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn,
Mà nay chỉ nhờ mày một ngày ba bữa cơm cho vợ chồng tao thôi mà cũng không được nữa hả? Dạ được mà. Dạ thôi em xuống bếp lo cơm nước. Anh nhìn cái gì vậy? Không, anh suy nghĩ sao mà Thảo ở nhà không chịu thắp nhang cho ba hả? Coi bộ bữa nay em thấy anh có điều gì đó vui vẻ trong lòng lắm. Đúng vậy, em nói không sai. Từ lúc về đây anh thấy nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Không khí thì trong lành, cây xanh mát mắt, vắng vẻ, yên tĩnh thật là thích. Vậy hả? Chỉ có bao nhiêu đó thôi sao? Hay là trong tất cả những điều anh thích có bóng dáng của cô gái nào đó? Thiệt tình luôn, nói một câu làm mất hứng. Nè, em nghĩ lại đi. Ở Sài Gòn có biết bao nhiêu cô gái đẹp, vậy mà anh theo em về đây. Ở đây toàn mấy cô gái tóc khét, chân dính phèn, không nghĩ mà cũng ghen. Ai biết, nhiều khi anh nhìn ngắm mãi một thứ anh cũng chán. Đôi khi qua đồng cỏ nội làm cho anh có cảm giác thì sao? Anh sống sao em cũng không vừa lòng hết trơn. Em nói là em muốn bắt em gái em trả nợ, anh bày cách gì đây? Bắt nó kiếm tiền nuôi mình. Anh làm như vậy là vì ai? Không phải là để thỏa mãn ý muốn của em sao? Thôi được rồi, em muốn làm gì thì em làm đi, anh về Sài Gòn đây. Anh ở đây anh không thể nào tiếp tục sống như những người không bao giờ tin tưởng mình. Em đừng có cản nữa, để anh đi đi. Thôi thôi mà, em nói giỡn mà. Em tin tưởng anh mà. Có thiệt là em tin tưởng anh không? Em tin tưởng. À, bây giờ đó, ngoài anh ra em đâu có còn ai là người thân nữa đâu. Anh đừng có rời xa em nha. Được rồi, nếu em đừng có làm phiền anh bằng sự ghen tuông vô lý, anh thề suốt đời này sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Cảm ơn anh. Nè, nè, em buông ra đi. Em làm như vậy lỡ người khác nhìn thấy thì sao? Em đâu có sợ đâu. Thôi, em vừa nóng nổi còn ương bướng nữa. Anh nói thiệt, anh sợ là sợ người ta dị nghị rồi đánh giá nhân phẩm của em. Em hãy nghe lời của anh, tạm thời mình đừng có công khai mối quan hệ này với mọi người. Còn anh cũng hạn chế ra khỏi nhà, không tiếp xúc với người trong làng. Anh nói thì sẽ cố thuyết phục ba má để ba má chấp nhận em, rồi sau đó mình sẽ làm đám cưới linh đình lớn nhất xưa này từ trước tới giờ luôn. Cho em nở mày nở mặt. Chịu không? Chịu không? Em chịu. Nè, chịu thì nhớ, đừng có quên dặn em gái em điều này nghe chưa. Anh đừng có lo, nó sợ em lắm. Em mà cấm nó nói thì nó sẽ không có dám hé răng đâu. Nhưng mà ở xứ này em chán quá. Chừng nào mình mới trở lên Sài Gòn á anh? Thôi ráng đi, không lâu nữa đâu. Còn thời gian này cứ hành hạ em gái em cho thỏa lòng đi.